Làm thế nào để tạo kiểu hay nhuộm tóc với một chiếc bút 3D? Wow! Hãy theo dõi màn biến hình khó tin chỉ có duy nhất ở La Li Lu nha! Chọn một tạo hình mới cho Angie nào! Chúng ta sẽ bắt đầu ở phần tóc trước. Dùng giấy saran bọc lấy phần đầu cô nàng. Thêm một lớp khăn ướt lạnh và phủ keo yêu mơ lên trên. Keo đã khô chưa nào? Đến lúc sơn màu và cắt thành hình mũ để tạo một bộ tóc giả. Chúng ta cần nó phải đặc sắc hơn nữa. Những lọn tóc xoăn làm từ bút 3D sẽ làm nổi bật màu mắt của Angie. Một mái tóc ngắn với màu sắc rực rỡ và còn uốn quăng nữa chứ. Angie của chúng ta biết cách kết hợp tất cả các trend hot nhất. Angie yêu nghệ thuật. Trong phòng cô nàng treo rất nhiều tranh. Và cô nàng cũng chơi một vài loại nhạc cụ. Thật là một cô búp bê đa tài. Cô nàng đang sáng tác một bài hát mới. Mình muốn tìm ra giai điệu thật hay. Mình sẽ chơi piano thử xem sao. Và mình sẽ hát thử luôn nữa. Nghe tuyệt phết đó chứ. Cắt lấy một miếng vải lấp lánh. May nó thành một chiếc ví đựng đồ trang điểm bằng cách gập các mép vải lại. Đây chính là phụ kiện không thể thiếu để đựng đồ trang điểm. Chiếc ví đựng đồ trang điểm này đút vừa hoàn hảo vào túi của Angie. Phòng tắm này đẹp ghê. Angie muốn mọi thứ phải thật gọn gàng. Cô nàng chuẩn bị ra ngoài. Vì thế cô nàng phải sửa sang lại lớp trang điểm của mình. Lớp phấn nền giữ nguyên cũng không sao. Chỉ cần đánh lại lớp phấn phủ. Thêm một chút son dưỡng nữa thôi. Thời tiết xấu thật đấy. Lạnh và gió chứ. Cần phải dùng đến son dưỡng thôi. Mọi thứ được sắp sẵn ở đây. Thật thuận tiện. Kính mắt từ bộ sưu tập năm ngoái sẽ trở nên thời trang trở lại nếu bạn trang trí nó bằng một sợi dây xích. Ngọc trai và vàng là sự kết hợp hoàn hảo. Cái này sẽ làm cho bất kỳ bộ đồ nào cũng đẹp hẳn lên. Tốt quá, giờ thì ánh mặt trời sẽ không thể làm mắt mình đau nữa. Angie lái chiếc xe môi trần của mình đến quán cà phê. Mọi người ngay lập tức nhận ra ngôi sao của chúng ta. Nhiều người đã từng đến xem concert của cô nàng. Và Angie là người tạo ra các xu hướng. Giờ thì mọi cô gái sẽ đeo những chiếc kính như vậy. Khi bạn là ngôi sao thì rất dễ thu hút sự chú ý. Angie ngồi xuống bàn và gọi một ly sinh tố. Mọi thứ khác phải chờ sao đã. Đây là Ginger. Cô nàng chán kiểu tóc hiện tại lắm rồi. Các nhà tạo mẫu tóc của La Li Lu biết cách để biến những mái tóc nhàm chán thành kiểu tóc hoàn toàn mới. Thế tốt hơn nhiều rồi đó. Uống cong phần đuôi tóc một chút. Giờ thì không còn chút hình bóng nào của kiểu tóc cũ nữa. Nhà của Ginger rất ấm cúng. Mọi thứ được bày biện đẹp đẽ và rất có phong cách riêng. La Li Lu đã làm việc của mình rất tốt. Kiểu tóc mới này thật hoàn hảo. Và lớp trang điểm. Mình không muốn trang điểm quá dày. Một chút phấn phủ là ổn rồi. Cùng làm một bơm tắm sủi bọt phiên bản mini nào. Nghiền nát mảnh bơm tắm này. Trộn nó với chất kết dính và tạo ra một hỗn hợp mới. Giờ chúng ta chỉ cần viên nó thành hình và xong rồi. Ginger thích được tắm bồn. Và điều đó cũng dễ hiểu khi bạn có một phòng tắm tuyệt thế này. Nến thơm, nước hoa, bơm tắm, mọi thứ đều hoàn hảo. Ginger đã nằm vào bồn. Thử bơm tắm từ bộ sưu tập mới nào. Thơm như quả chín vậy. Thật tuyệt là mình có thể đặt nến thơm ngay đây. Lãng mạn biết bao. Tắm thôi mà đã biến thành một buổi chăm sóc ở spa thứ thiệt. Tất cả là nhờ bơm tắm mới này. Cùng thử làm biên tập cho tạp chí thời trang nào. Thật nhiều ảnh và các trang báo bóng bẩy. Hãy chọn những bức quan trọng nhất nào. Một phiên bản thu nhỏ của bìa tờ Vogue trình bày các nội dung có bên trong tạp chí. Tất cả mọi thứ về thời trang và xu hướng. Thêm một vài trang trong. Tạp chí thời trang quan trọng nhất trong thế giới Barbie đã ra lò. Đừng bỏ qua nha. Ginger nuôi cả một gia đình mèo. Chúng lúc nào cũng muốn được quan tâm cả. Nhưng thỉnh thoảng cô nàng chỉ muốn cho chúng một trận thôi. Dù sao thì sự kiên nhẫn của cô nàng là có giới hạn. Nhất là khi cô nàng vừa nhận được số mới nhất của tờ Vogue với những tin tức mới nhất. Wow! Billy Pip kết hôn rồi à. Molly là một kẻ nổi loạn. Và cô nàng lúc nào cũng thích những sự đối lập. Hãy ghi nhớ điều này khi làm tóc cho cô nàng. Dùng màng bọc thực phẩm phủ lên đầu cô.
thêm một lớp giấy ăn và keo yêu mơ. Cùng tạo ra các sự đối lập nha. Niêm chặt một bên lại và rút các sợi chỉ ở phía còn lại. Phần tóc trắng đã xong rồi. Giờ thì làm tương tự với ri băng màu đen. Đội chiếc mũ lên và sơn hai nửa hai màu khác nhau. Dán phần tóc dài vào. Và nhớ là Molly có tóc mái nha. Lớp trang điểm cũng cần những mảng màu đối lập nữa. Ánh sáng và bóng đêm, ngày và đêm. Các màu sắc phân lập thực sự hợp với cá tính của Molly. Molly thích phong cách này. Cô nàng đến concert của ban nhạc yêu thích của mình. Wow, mình thực sự đang được nghe họ hát live. Wow, mình cần phải ghi âm lại. Giữa các màn trình diễn, Molly quyết định chụp ảnh chung với ca sĩ chính. Thật khó để từ chối một fan nhiệt huyết như thế này. Hãy làm một chiếc khuyên mũi từ vòng nhảy nào. Molly đã ao ước làm điều này rất lâu rồi. Chúc cô nàng may mắn thôi nào. Molly có một người bạn là một chuyên gia mỹ phẩm. Cô ấy biết mọi thứ về skincare, từ lột da chết cho đến trang điểm. Cô nàng thật sự chuyên nghiệp và có phòng làm việc riêng để gặp gỡ khách hàng. Molly đã sắp xếp một buổi hẹn. Chào Susie, tớ có đến muộn không nào? Tớ không thể chờ được mà muốn được khuyên mũi ngay. Ở đây chúng tớ có chính xác những gì cậu cần. Đi theo tớ và nằm lên chiếc ghế này nè. Áo! Tay Molly đang run kìa. Molly không phải là thợ khuyên thật đâu. Không đau tí nào mà. Xong rồi, soi gương đi nào. Wow, đẹp quá đi. Cảm ơn nha. Tớ sẽ tìm cậu khi muốn nhiều khuyên hơn. Tạm biệt. Một dải ray băng bằng da nhân tạo có thể được dùng để làm choker. Đính các hạt cườm vào và món phụ kiện đã hoàn thành. Molly đã muốn có một chiếc choker đinh tán, nhưng cô nàng đã đổi ý và mua một chiếc choker đính cườm. Chiếc này đa năng hơn và có thể kết hợp với mọi món đồ trong tủ đồ của cô nàng. Bộ đồ này cũng không ngoại lệ. Bạn có thể giúp mình kéo khóa lên không? Yeah, cảm ơn. Thật ngầu quá đi. Đám bạn mình sẽ thích mê cho xem. Cùng làm kiểu tóc ombre hồng cho Dora nào. Giờ thì cô nàng đã có diện mạo mới cool ngầu rồi. Bôi keo kim tuyến, đánh mắt lấp lánh và son bóng dễ thương. Dán thêm lông mi giả nữa nha. Dora thật sự rất đồng điệu với thiên nhiên. Đi bộ quanh khu rừng sạc lại năng lượng cho cô nàng. Dora quyết định hái vài bông hoa trong vườn. Ngay từ đây mà chúng ta cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của chúng. Chính Dora cũng trông như một bông hoa xinh đẹp vậy. Bạn có đồng ý hay không nào? Tớ tìm thấy vài sợi dây chuyền ở trong vườn nè. Gắn kết các sợi dây chuyền lại với nhau. Ở các điểm giao thì gắn thêm các hạt cườm lấp lánh. Molly và Dora là bạn thân của nhau. Dora nhờ Molly giúp với món đồ trang sức của mình. Nhìn trong gương kìa. Thật độc đáo. Tớ thích nó quá đi. Cắt một mẫu dây, gặp lại tạo thành khung và gắn các hạt ngọc trai lên. Chúng ta đã tạo ra một món phụ kiện xinh đẹp và đúng vừa sai của Dora. Cùng làm một đôi hoa tai với cùng phong cách nha. Cô gái của chúng ta yêu ngọc trai. Nó thật hợp với nàng. Trong cửa hàng này có quần áo và phụ kiện cho mọi phong cách. Mặc dây chuyền và khuyên tai, túi xách, nước hoa và cả những trang phục biểu diễn nữa. Chúng sẽ làm bạn nổi bật trong đám đông. Cô nàng muốn chọn một bộ váy cho chính mình nữa. Nó trông như mơ vậy. Mình đã từng thấy bộ đồ này trên tạp chí rồi, nhưng mình không có quần áo nào như thế này hết. Và bộ đồ này nhìn như là được làm ra cho mình vậy. Mình sẽ thử nó. Đúng là phong cách của mình rồi nè. Mình không muốn cởi nó ra luôn. Molly vào sau Dora. Họ có phong cách khác hẳn nhau. Và cô bạn ngay lập tức để ý món phụ kiện mới. Dora, trông cậu như siêu mẫu vậy. Bạn bè luôn thích hẹn hò với nhau. Ngày hôm nay họ gặp nhau ở chỗ của Angie. Họ có rất nhiều điểm chung. Molly chơi guitar, Dora đang chơi đàn hát, Ginger thì đang hát phụ họa, còn Angie chơi guitar và hát. Thật tuyệt vời khi cả ban nhạc tụ họp ở đây. Và sau buổi diễn tập thì các cô gái nói chuyện với nhau. Họ có rất nhiều thứ để nói. Tuần này tất cả các cô gái của chúng ta sẽ đến salon làm đẹp La Lilu.
họ có thể có các trang phục mới và kiểu tóc mới, nhưng tình bạn của họ sẽ mãi mãi vẹn nguyên. Hãy like video của chúng mình nếu các cậu thấy nó thú vị. Và đăng ký kênh La Lê Lu nha. Chúng tớ có những câu chuyện ngầu nhất về búp bê đó.